Dạ đây, đây là miếng gà nè mọi người. Trong hộp cơm gà ha. Mua iPhone tại Vĩnh Long đến ngay ufi.com. Bảo hành mãi 12 tháng 1 đổi 1. Bảo hành pin trọn đời. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một quán cơm cây bàn ha. Bán đặc sản là cơm gà và cơm sườn với giá là rất ư là không bình dân nha. Thì sau đây mình sẽ mở hộp. Cái hộp cơm gà với giá là 100.000 đồng nha mọi người. Đó, cho mọi người được biết tại quán cây bàn nó ra sao nha, nó như thế nào. Rồi, đây, sau đây mời mọi người cùng xem hộp cơm gà với giá 100.000 đồng tại quán cơm cây bàn nha. Huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Ra đây, đây là miếng gà nè mọi người. Trong hộp cơm gà ha. Cũng khá là nặng. Theo mình ước chừng khoảng chừng tầm khoảng 200g. 200 đến 300g nha mọi người. Cũng rất hấp dẫn mọi người ha. Bên đây là cái hộp cơm không đang kèm chung với cái đùi gà bên đây nè mọi người. Cơm đây là cơm tấm nè mọi người. Cơm tấm này là cơm tấm hạt nhỏ nhuyễn. Thì hộp cơm gà này chỗ quán cơm cơ bàn sẽ cho mình một cái hộp mà ra một cái bịch mà dưa leo, dưa chua, cà chua với salad tiên mọi người. Đây là bịch nước mắm ha. Đây là hộp cơm gà với giá 100.000 đó mọi người tại quán cơm cây bàn, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nha. Rồi, sau đây thì mình mời mọi người ha cùng thưởng thức cái hương vị đùi gà nha. Cái quán cơm gà cây bàn với giá 100.000 đồng thì nó như thế nào nha mọi người. Gà nhìn thấy rất là dai nha mọi người. Cái thịt gà ở đây á, theo mình nghĩ là từ gà ta nha mọi người, rất là dai luôn. Gà nói chung là rất là thơm. Có điều đồ ăn ở đây đó, thì cái phần thịt đó là không có ướp gia vị vô người. Vậy là sau khoảng 10 phút mình đã giải quyết xong hộp cơm gà ở quán cây bàn với giá là 100.000 đồng mọi người. Thì mình có nhận xét như thế này á, cái thịt gà ở chỗ đây á, theo mình thấy là có lẽ là gà đi bộ đó mọi người, thành ra là giá nó hơi cao. Nhưng mà ngược lại á thì cái thịt nó rất là dai và chắc, ăn cái thịt nó rất là ngon. Nhưng mà cái vị ở đây á không ướp đường nha mọi người, nó rất là mặn. Nước mắm lên thì nó ngọt. Rồi vậy là mình đã giới thiệu xong với mọi người ha, hộp cơm cây bàn, cơm gà các bạn với giá là 100.000 đồng tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.